Ê, lại là Nai Vàng. Bữa nay mới gặp được Nai Vàng đi sới khô nha các bạn. Đồng này đây đồng Sa Rài, Tân Hồng, Đồng Tháp, Đồng Thả, nhưng mà không có nước rồi, nước vô không tới. Chờ năm rồi mình nhớ mình quay cái thời điểm như cũng sớm hơn thời điểm này tí xíu là nước ở đây lỉnh bỉnh rồi. Ở đây là cài không kịp rồi đó. À, sới khô đã chưa? Sới đất lúa mà tưởng như là đi sới đất gãy đất hai vậy đó. Năm 30 sử dụng động cơ John Deere 3029 3 máy Vitam 106 công suất 53 HP. Ô này sới cũng nhanh vậy ta. Ô chắc 2 công. Dàn sớ nhìn nó lạnh chưa? Dàn sớ của Tư Lộc. Dạ, năm bữa nó mua nhiều quên mất tiêu rồi. Mua vậy sắp lại. Sớ đã chứ. Đất này ở đây đất cát nha các bạn, đất cát pha cho nên sớ cũng dễ đạt đất lắm. Với lại ở đây đồng này chờ lũ mà. Chợ lũ ăn xong tới bây giờ là cũng sắp xỉ 2 tháng giờ. Ngâm mưa, ngâm đất. Lì ghê không? Vàng này bữa cha cu cho nó nhiều quên mất tiêu. Đồng này là chuyên John Deere với Kubota. 5-3-10 nhiều với 7.000 nhiều. Hình như là 7 triệu cái gì đó, vàng này. Hai cái mặt gam hai bên nhìn ớn lạnh không? Chà bá luôn. Cái này sớ rồi bỏ rồi vô nước mới đánh lại tắt hai. Cũng tùy người, có người chạy dặm nữa, chạy dặm rồi mới sớ nữa. Như chạy dặm rồi mới chạc nữa. Bắc 029 3 máy 2.9 lít. Động cơ John Deere đọc vô là biết được số máy với số dùng tích. Động cơ Yanmar đọc vô là biết được số máy với đường kính bít tông. Động cơ Kubota đọc vô thì biết được dùng tích số chấm. Lên nhùi cỏ hết.
yến bò dập dìu dập dìu. Cái xứ này ra đi một giò là hợp lý. Tắt cá không à? Không có bị lạy nhiều. Một giò đi thì nó chi phí rồi, nó tiết kiệm hơn hai giò. Hai miếng trắng bùng rồi nè. Hai đường nữa. Năm rồi khúc này mình quay ở đây là quay hai ba con Isiki gì chạy cày đó, cày nước không luôn. Bây giờ khu queo mà nắng gan luôn. Năm nay nước về trễ nhưng mà lại ít nữa. Về trễ nhảy ca nhảy nhanh nhưng mà ít nước, lưu lượng nước nó không có nhiều. Đường cuối con nai vàng ngơ ngác dậm nát đồng miền Tây, nát hết một thời gian các bạn, tầm 7-8 năm trở về trước á. Trong năm 30 này ở miền Tây nhiều lắm, cho nên mấy con bây giờ mà còn sót lại đó là trên chục năm không á.
tăng hồng này, cái xứ này xứ John Deere, nhưng mà John Deere cũng mới gộ lên thôi chứ không phải là hồi đó giờ. Gộ lên ở đây là ý là người ta bắt đầu sắm máy nhiều đó, hầu như là nhà nào có đất nhiều là có máy đó. Chứ ngoài trước thì em TZ nhiều, em TZ á, em mời TZ. Hồi sáng anh có chạy không? À. Hồi sáng anh có chạy không? Có chạy.